Hello, chào tất cả các bạn nhỏ. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ Qua Success. Rất vui được gặp lại các bạn ngày hôm nay. Bữa nay thì thầy sẽ tiếp tục dạy cho các bạn cái phần Reading and Writing Part 2, phần số 2 nha. Bữa trước thì chúng ta đã làm cái bài test chung với nhau rồi. Bữa nay thì thầy sẽ giúp các bạn học phần nâng cao để giúp cho các bạn giỏi thật là nhanh. Alright, are you ready? Let's get started. Rồi bữa nay chúng ta sẽ học test 2 reading and writing part 2 number 2 ha test 2 có nghĩa là bài kiểm tra số 2 reading and writing có nghĩa là đọc và viết Part 2 có nghĩa là phần 2. Number 2 có nghĩa là cái phần 2 của cái bài 2 này. Alright. Là bữa trước mình làm cái bài test chung nhau rồi. Bữa nay thì chúng ta sẽ học nâng cao lên. Để giúp cho các bạn giỏi thật là nhanh. Nhanh quá nhanh luôn. ha Alright. Rồi. Các bạn nào mà yêu thích video của thầy thì hãy nhớ ấn subscribe, like và share nhé Để cho nhiều bạn khác cùng được học giống như các bạn vậy đó. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ uh, có nhiều bạn học chung. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau giỏi nhanh hơn. Alright. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Rồi cũng như là trong test 1, nếu mà bạn nào đã học test 1 tức là bài kiểm tra số 1 rồi á thì bạn biết cái cách thức của chúng ta rồi ha. Sau khi mà chúng ta điền vô yes no, yes có nghĩa là đúng và no là sai thì chúng ta phải từ từ sửa lại những câu sai thành nó đúng, được không? Tức là bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh nè. Chúng ta coi những câu miêu tả nè. Câu miêu tả nào mà đúng rồi á thì chúng ta để nguyên, không có chỉnh sửa gì hết. Nhưng mà câu nào mà nó bị sai á thì chúng ta phải sửa lại cho nó đúng để chúng ta miêu tả lại đúng bức tranh chứ tức là chúng ta tập miêu tả bức tranh bằng tiếng Anh Ok Rồi Bây giờ nè chúng ta nhìn được câu đầu tiên này, Người ta nói gì đây There is a mirror on the wall Có nghĩa là có một cái gương ở trên tường Câu này là yes Tức là đúng rồi Đúng rồi thì chúng ta không cần sửa nữa nha Nhưng mà khi mà chúng ta qua câu số 2 nè Người ta nói gì đây The baby is having a bath Có nghĩa là em bé thì đang tắm Câu này sai rồi Em bé không có hề tắm nha, em bé chỉ đang chơi thôi. Vậy thì chúng ta phải sửa lại cho nó đúng chứ. Vậy thì bây giờ chúng ta sửa sao nè. Bây giờ chúng ta nhìn vào đây nè, thấy là em bé thì không có tắm nhưng mà ai đang tắm đây? Cậu bé, cậu bé đang tắm, vậy thì chúng ta nói làm sao đây? Bây giờ rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thay chữ the baby bằng chữ the boy là cậu bé thôi. Ha, là xong rồi. Còn phần còn lại chúng ta chỉ cần viết lại y chang thôi. The boy is having a bath. Ok, có nghĩa là cậu bé thì đang tắm. Alright, rồi, vậy là xong rồi. Quá đơn giản luôn. Rồi chúng ta qua câu số 1 nè, những câu hỏi chính trong bài nè. Câu số 1. Người ta nói gì đây? Some clothes are on the chair. Có nghĩa là một ít quần áo thì đang ở trên cái ghế. Bây giờ câu này sai rồi. Sai thì dĩ nhiên chúng ta phải sửa lại chứ. Chúng ta sửa làm sao đây? Chúng ta ghi, đầu tiên thầy sẽ ghi đây là câu số 1 ha, number 1. Rồi, bây giờ một ít quần áo thì ở trên ghế sai rồi. Mình nhìn đến ghế nè, đâu có quần áo rồi đâu. Chỉ thấy người phụ nữ với lại em bé thôi. Vậy mình nói sao? Mình nói là người phụ nữ và em bé thì đang ở trên ghế. Được không? Chúng ta nói sao? Người phụ nữ là the woman. Ha, and. Rồi em bé thì sao đây? The baby. ha The woman and the baby. Bây giờ đang ở trên ghế. Mình nói là are on the chair. ơi vậy là xong rồi. Rất đơn giản ha. The woman and the baby are on the chair. Có nghĩa là người phụ nữ và em bé thì đang ở trên ghế. Rồi, ờ, được ha. Rồi, ờ, câu số 2 là câu đúng rồi. Người ta nói là the boy has got brown hair. Có nghĩa là cậu bé thì có mái tóc màu nâu. Đúng rồi, khỏi cần sửa. Qua câu số 3 nè, nó bị sai nè. Cho nên mình ghi là no ha. There are three boats in the water. Có nghĩa là có ba cái thuyền ở dưới nước. Bây giờ chúng ta nhìn vô chỉ thấy có hai cái thuyền thôi. Vậy thì chúng ta phải sửa sao đây? Ha, rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần sửa ba cái thuyền thành hai cái thuyền thôi mà. Rất là đơn giản ha. Chúng ta ghi là number 3 ha, number 3. Rồi chúng ta viết lại gần như y chang. There are, nhưng mà ở đây người ta nói là three boats là có ba cái thuyền, chúng ta chỉ cần sửa lại là có hai cái thuyền thôi. Hai là gì bạn? Two boats. Rồi khúc sau viết lại y chang luôn. in the water ha. There are two boats in the water, có nghĩa là có hai cái thuyền ở dưới nước đây có hai cái thuyền dưới nước đây rồi vậy là coi như xong luôn ha xong rồi chúng ta đã sửa hết toàn bộ câu nô no thành ra câu đúng hết rồi được ha vậy là cái phần sửa của chúng ta đã xong Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta nè là chúng ta hãy nhìn vào bức tranh nè rồi thì chúng ta nhìn vào những cái câu uh, miêu tả nè câu nào đúng thì chúng ta học ha còn câu nào mà sai chúng ta đã sửa thành câu đúng rồi thì chúng ta chỉ học những câu đúng thôi chúng ta không cần học những câu sai nữa được không chúng ta phải luyện làm sao để mà khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh như vậy nè là chúng ta lập tức miêu tả được liền bằng tiếng Anh như vậy thì mới thành công nha các bạn rồi bây giờ chúng ta cùng đọc lại với nhau tất cả nha rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu miêu tả bức tranh bắt đầu từ câu ví dụ nè there is a mirror on the wall có nghĩa là có một cái gương ở trên tường ha the boy is having a bath là cậu bé thì đang tắm number one the woman and the baby are on the chair có nghĩa là người phụ nữ và em bé thì đang ở trên ghế đây ha. Rồi number 2. The boy has got brown hair. Là cậu bé thì có mái tóc màu nâu. Được ha. Rồi câu số 3 nè. There are two boats in the water. Two boats in the water. Ở đây ha. Rồi câu số 4. There is a rug on the floor. Cái này nha. Câu số 5 nè. The girl is wearing green socks. Có nghĩa là bé gái thì đang mang cái đôi vớ màu xanh lá cây. Ở đây ok rồi vậy là vừa rồi thầy vừa mới giúp cho các bạn học cái phần nâng cao trong cái bài này tức là giúp các bạn là à, mai mốt khi mà các bạn nhìn vào bức tranh như vậy nè các bạn có thể hoàn toàn có thể tự miêu tả bức tranh được thì như vậy chúng ta mới giỏi chứ được ha các bạn nhớ là hãy coi cái video này coi đi coi lại nhiều lần cho đến khi nào mà chúng ta che lại hết những cái câu này ha che lại hết mà chúng ta chỉ cần nhìn với bức tranh á chúng ta đã có thể miêu tả được cái bức tranh vậy là chúng ta thành công rồi nha Vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Các bạn hãy nhớ ấn subscribe, like và share video của thầy nhé để cho nhiều bạn khác cùng được học giống như các bạn vậy đó. Được ha? Thầy hẹn gặp lại các bạn trong bài lần sau, đó chính là phần reading and writing part 3, phần đọc và viết phần số 3. Cái phần này cũng khá là đơn giản, không quá phức tạp. Được không? Rồi chúng ta hẹn gặp nhau ở bài số 3 nhé. Goodbye, see you. Have a nice day.